Sơn giày gì? Hả? Sơn giày gì á? Bảo bạn cho tôi cái post trong nhóm cái. Cho nó xôm. Tí nhá, nhớ nhá. Tìm mẫu kiểu ý. Dạ, em mở, em có. Anh đổ. Cái này anh đổ tôi nhá. Ê, đây. Thank you, anh. Sao hàng ra anh đổ bỏ thầy. Đâu, bạn tìm mẫu nào ấy? Thế là xem thôi anh. Tìm mẫu nào đây? Tại vì là chênh lệch giữa store và cả sale ấy thì có đội nó hay order các bạn. Thì có đội hay order, bạn có hay order không? Hay thì qua đội order không? Nó đang chứ có mua ở bên ngoài đâu. Định tìm dòng mid Jordan à? Không, à cái lâu rồi. Nó có hoàn nó là rất đẹp. Đây, tôi đi chỉ em. À không phải, không không nhỉ. Đấy, 13 triệu. Sáng nay xem, đẹp đẹp đẹp. Lỗi nhỉ. Thấy anh ghế. Bạn đấy, bạn Khánh nhá. Thêm cái luxury này bạn nào? Ừ đúng rồi, hẳn làm là phải có đấy. Cho bạn nào trong... Bắt buộc phải có để thương hiệu ấy, phải không? Nhìn cho nó đẹp này. Anh làm một người. Làm nhớ thôi. Sao ạ? Đang chuyện tặng anh ghi luôn ạ. Nặng nào ngay. Còn mua ngay.